Một buổi hỏi cung tội phạm bình thường sẽ diễn ra như thế nào? Tối ngày hôm qua anh đi đâu? Ở nhà thôi. Anh mặc áo màu gì? Màu xanh, vàng. Không nhớ lắm cán bộ ạ. Đề nghị anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặc áo màu gì? Xanh. Vậy cuộc hỏi cung tại trường quay ai đến hôm nay thì sao? Từ khoảng 9 giờ đến 8 giờ anh đi đâu? À, 8 giờ đến 9 giờ anh đi đâu? Tên của em. Mời quý vị cùng đón xem ai đến hôm nay được phát sóng vào lúc 18:30 thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2022 trên kênh Style TV.